Chào các bạn nhé. Nay thì chúng ta tiếp tục tìm hiểu bài số 7, chương trình lịch sử lớp 12 là Tây Âu. Thì cũng có hai nội dung. Thứ nhất là tôi sẽ cung cấp cho bạn những cái nội dung lý thuyết xoay quanh bài này, và thứ hai chúng ta sẽ làm các câu hỏi trắc nghiệm. Rồi, giờ chúng ta sẽ vào phần thứ nhất. Tây Âu từ cái giai đoạn 45 đến 50 thì cũng giống như Mỹ Latin trong bài trước á. Thì đây nó cũng có các giai đoạn 45-50, 50 đến 73, 73 đến 91 và từ 91 cho đến năm 2000. Đó. Vậy thì ở cái nội dung thứ nhất là từ 1945 cho đến 1950 thì về mặt kinh tế. Thì chúng ta biết được về mặt kinh tế thì sau chiến tranh thế giới thứ hai thì Tây Âu là bị tổn thất rất là nặng nề. Và rất là nhiều những thành phố, nhà máy bị tàn phá. Do đó là sản xuất ở đây là gì bị suy giảm. Thứ hai là Tây Âu thì cũng nhận được một cái sự viện trợ của Mỹ qua cái kế hoạch Marshall á. Ta biết cái kế hoạch Marshall của Mỹ là một trong kế hoạch mà Mỹ đã tài trợ cho các cái nước Tây Âu này nhằm khôi phục cái vấn đề phát triển kinh tế. Do đó là cái nền kinh tế của các nước Tây Âu này sau chiến tranh thế giới thứ hai thì bị phụ thuộc vào Mỹ rất là nhiều. Rồi, đấy nội dung thứ nhất. Nội dung thứ hai là về vấn đề chính trị. Thì đây là một trong nội dung mà trong chương trình giảm tải của Bộ Giáo dục. Tuy nhiên thì cái phần này chúng ta có thể thấy được là trong giai đoạn 45 đến 50 này thì cơ bản là chính trị của các nước Tây Âu này ổn định và phục hồi về mọi mặt. Và họ trở thành một trong những cái lực lượng mà cùng với Mỹ là đối trọng các cái nước xã hội chủ nghĩa và các nước Đông Âu. Đó, thì đấy là nội dung thứ nhất. Nội dung thứ hai, từ năm 1950 cho đến năm 1973 về mặt đối nội. Trong chính sách kinh tế năm 50 đến 73 thì kinh tế của Tây Âu thì phát triển rất là nhanh chóng. Cụ thể là Đức thì đã trở thành một cái cường quốc công nghiệp thứ ba, Anh thì là thứ tư và Pháp là thứ năm. Đó, như vậy thì với cái sự giúp đỡ của Mỹ thì các nước Tây Âu này đã có một cái sự phát triển rất là mạnh mẽ về mặt kinh tế. Đấy, cụ thể như là Đức, Anh và Pháp. Nó họ đã trở thành những cái cường quốc công nghiệp lớn ở trên thế giới. Và đến đầu những năm 70 á thì họ trở thành một trong ba trung tâm tài chính lớn của thế giới với trình độ khoa học kỹ thuật rất là cao. Chưa? Một trong ba trung tâm nha. Kinh tế tài chính lớn của thế giới. Rồi. Vậy thì nguyên nhân nào mà họ như thế? Nguyên nhân ở đây thì chúng ta có bốn cái nguyên nhân. Thứ nhất là do cái sự nỗ lực của nhân dân ở các nước Tây Âu. Thứ hai là họ áp dụng những cái thành tựu của khoa học kỹ thuật để họ nâng cao cái chất lượng và hạ thành cái giá cả. Thứ ba là cái vai trò quản lý điều tiết của nhà nước có hiệu quả. Và thứ tư, họ tận dụng tốt cái cơ hội bên ngoài. Đó, cơ hội bên ngoài đây cụ thể là gì? Cái sự viện trợ của Mỹ đó. Thì họ đã là bùng lên và phát triển. Đấy là nội dung kinh tế trong cái giai đoạn 50 đến 73. Về mặt chính trị thì cũng giống như cái phần trên, thì đây là một trong những cái nội dung mà giảm tải. Đó. Thì nếu các bạn muốn nắm thì các bạn có thể đọc thêm ở đây nhé. Rồi. Ta sang phần 2 trong cái giai đoạn này, đó là về cái sự đối ngoại. Đối ngoại ở đây thì Liên minh đã có một cái quan hệ chặt chẽ với Mỹ. Đó, cụ thể như là Anh, Đức, Ý. Và cái liên minh của các cái nước ở Tây Âu này á, thì có một cái sự đa phương hóa quan hệ đối ngoại. Đó, họ quan hệ với Pháp, Thụy Điển, Phần Lan. Đó. Tức là cái sự đối ngoại của họ là gì, rất là linh hoạt và đa dạng. Một mặt thì liên minh chặt chẽ với các cái nước hùng mạnh như Mỹ, Anh, Đức, Ý.
Mỹ, cụ thể là ba cái quốc gia là Anh, Đức, Ý thì họ liên minh rất là chặt chẽ với Mỹ, và mặt khác thì họ có một cái sự quan hệ rất là rộng rãi như là các nước là Pháp, Thụy Điển, Phần Lan. Đó thì đấy là các cái quốc gia ở Tây Âu này, họ có một cái sự linh hoạt trong việc đối ngoại để họ phát triển cái nền kinh tế của mình. Thứ hai là các cái chính phủ ở các nước Tây Âu đây này, thì họ là ủng hộ cái cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam, và ủng hộ Israel chống Ả Rập rồi Đức gia nhập NATO. Đó, đấy là cái sự đối ngoại thứ hai. Thứ ba là riêng Pháp thì phản đối cái việc mà trang bị vũ khí hạt nhân cho Cộng hòa Liên bang Đức, và Pháp cũng rất là chú ý phát triển quan hệ với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa khác nhằm rút khỏi bộ chỉ huy NATO và buộc Mỹ phải rút các căn cứ quân sự ra khỏi đất Pháp. Đó thì Pháp là như vậy. Và cũng liên quan tới Pháp thì Pháp, Thụy Điển và Phần Lan thì đều phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Năm 50 đến năm 73 thì nhiều thuộc địa tuyên bố độc lập, đánh dấu thời kỳ phi hóa thực dân trên phạm vi toàn thế giới. Đó thì đấy là cái giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ ba chúng ta tìm hiểu là từ năm 73 cho đến năm 91. Thì về mặt kinh tế ở cái giai đoạn này, năm 73 cho đến đầu những năm 90 thì các nước Tây Âu rơi vào cái sự khủng hoảng suy thoái và không ổn định. Nói cụ thể là gì? Tăng trưởng kinh tế của họ rất là yếu. Họ bị rơi vào tình trạng lạm phát rồi thất nghiệp tăng. Và họ gặp phải một sự cạnh tranh quyết liệt từ Mỹ, Nhật và các nước công nghiệp mới, gọi là NIC. Bởi vì sao? Bởi vì lúc này thì nền kinh tế của các nước Tây Âu cơ bản là không còn lệ thuộc vào Mỹ nữa. Do vậy thì họ phải gặp cạnh tranh một cái sự cạnh tranh rất là lớn từ Mỹ và cái quốc gia là khác thứ hai đấy là gì? Nhật, một trong nước phát triển rất là mạnh cùng với các cái nước công nghiệp mới. Nước công nghiệp mới có NIC. Và thứ ba là cái quá trình nhất thể hóa ở Tây Âu thì họ gặp một số cái khó khăn và trở ngại. Thì đây chính là về cái bối cảnh về bức tranh kinh tế của các nước Tây Âu năm 73 cho đến năm 91. Đó thì họ có cơ bản là ba cái khó khăn như thế về mặt kinh tế. Về mặt chính trị xã hội thì đây cũng là một trong những cái phần mang tính chất là giảm tải, nên chúng ta chỉ đọc và chúng ta nắm vậy thôi. Về vấn đề đối ngoại thì năm 72 họ ký hiệp định về quan hệ giữa hai nước Đức, họ làm quan hệ các cái nước hòa dịu. Năm 89 thì cái bức tường Berlin á đã bị xóa bỏ. Đó, lúc này thì nước Đức được thống nhất, tức là Đông Đức và Tây Đức thì được thống nhất vào cho ngày 3 tháng 10 năm 1990 rồi, và họ ký cái hiệp ước Helsinki về an ninh hợp tác châu Âu năm 73. Đó, thì đấy là cái bối cảnh về vấn đề đối ngoại trong cái giai đoạn này của các nước Tây Âu. Thứ ba là từ năm 1991 cho đến năm 2000 á, thì vấn đề kinh tế là thập niên 90 thì kinh tế phục hồi và phát triển trở lại. Kinh tế thì phục hồi phát triển trở lại. Năm 2000 thì mức tăng trưởng của Pháp, Anh là 3,8, Đức là 2,9. Thì đấy chính là gì? Về vấn đề kinh tế. Tây Âu thì cũng là một trong ba trung tâm tài chính thế giới. Chờ như vậy thì có thể nói là năm 73 cho đến 91 đó, thì kinh tế của các nước Tây Âu này cơ bản là gì? Có dấu hiệu đi xuống, nhưng mà đến giai đoạn này thì họ lại phục hồi, phục hưng lên. Rồi, về vấn đề đối ngoại thì cơ bản là gì? Rất là ổn định, và họ có cái chính sách điều chỉnh quan trọng. Đó là gì? Trong cái bối cảnh chiến tranh lạnh. Chiến tranh lạnh và hai cái cực Yên ta thì bị tan rã, thì họ đã có một cái sự điều chỉnh rất là linh hoạt. Cụ thể là nếu như Anh, cụ thể ở đây thì một số vẫn duy trì, như là Anh thì vẫn duy trì chặt chẽ với Mỹ. Đó. Pháp thì
và Đức thì lại trở thành những đối trọng đáng chú ý với Mỹ. Đó, tức là Anh ở đây thì vẫn theo theo một cái quan điểm đồng nhất với Mỹ, tuy nhiên thì Pháp và Đức thì là đối trọng với Mỹ trong rất là nhiều những cái vấn đề quan trọng, và việc mở rộng quan hệ với các nước đang phát triển ở Á Phi, Mỹ Latin và các nước Đông Âu đó, thì họ đã mở rộng cái thị trường trong vấn đề đối ngoại ra rất là nhiều. Rồi, đấy là xong về cái nội dung của các nước Tây Âu, được chưa? Rồi, tiếp theo là về Liên minh châu Âu. Liên minh châu Âu hay chúng ta còn viết tắt là EU đó. Thì khái quát chung về liên minh này được thành lập vào ngày 18 tháng 4 năm 51 với 6 nước ở Tây Âu, bao gồm Pháp, Tây Đức, Ý, Bỉ, Hà Lan, Luxembourg, và họ thành lập một cái cộng đồng than thép châu Âu là ECSC đó. Đấy là mà ban đầu. Và đến cái năm 57 nè, ta chú ý cái mốc thời gian nha, mốc thời gian các nước. Năm 57 thì 6 nước họ đã ký một cái hiệp ước gọi là hiệp ước Roma. Đấy, những cái câu này chắc chắn họ sẽ hỏi chúng ta đó. Và họ thành lập được cái cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu này, trước là cộng đồng than thép nha. Các bạn lưu ý những cái này để chúng ta làm trắc nghiệm đó. Ký hiệu là Euratom và cộng đồng kinh tế châu Âu EEC. Đó, đến năm 67 thì ba cái tổ chức trên này, tức là kinh tế châu Âu, năng lượng này, rồi than thép, được hợp nhất thành một cái cộng đồng chung gọi là cộng đồng châu Âu, cái viết tắt là EC. Đến năm 91 thì cái hiệp ước Maastricht được ký kết và khẳng định một cái tiến trình hình thành cái liên bang châu Âu mới. Và đến năm 2000 thì bắt đầu họ ban hành một cái đồng tiền chung gọi là đồng tiền chung châu Âu, Euro đó, đồng Euro, và cái ngân hàng chung hết. Đến năm 93 thì EEC thành lập cái liên minh châu Âu EU với 15 thành viên. Đến năm 94 thì họ kết nạp thêm 3 cái thành viên nữa, đó là Áo, Phần Lan và Thụy Điển. Thì trong cái này thì có hai cái thằng ở Bắc Âu đúng không? Đó. Áo, Phần Lan, Thụy Điển nha. Đến năm 2004 thì họ thêm 10 nước thành viên Đông Âu. Đó, họ đã kết nạp các cái nước thuộc khu vực Đông Âu vào. Và nâng tổng số là 25, và đến năm 2007 thì là họ là tổng số là 27 nước. Tuy nhiên thì đây có một cái đặc điểm chung thì mang tính chất mở rộng cho bạn. Về cái đồng tiền chung thì tất cả các cái 26 nước họ sử dụng chung cái đồng tiền gọi là đồng tiền euro. Tuy nhiên thì riêng nước Anh thì họ không có tham gia vào cái vấn đề đồng tiền chung châu Âu này. Anh thì họ vẫn là sử dụng là bảng Anh nha. Đó. Mở rộng thêm thôi. Vậy thì mục đích của cái Liên minh châu Âu này làm gì? Mục đích của họ là hợp tác về vấn đề gì? Kinh tế, tiền tệ, chính trị, an ninh chung. Đó, tức là những cái gì gọi là mang tính chất chung về các nội dung kinh tế, tiền tệ, chính trị và an ninh. Và ở đây họ có đưa ra những cái luật công dân của châu Âu, chính sách đối ngoại và an ninh chung, hiến pháp chung. Đó, thì ở đây thì các bạn có rất là nhiều những cái người thân á, khi mà họ sang các cái nước thuộc khu vực châu Âu này này học á, thì khi mà họ đã làm được một cái thẻ visa rồi thì họ có quyền là gì, đi đến tất cả các cái quốc gia này. Nó bởi vì sao? Bởi vì họ sử dụng chung hết những cái về vấn đề luật pháp, về kinh tế của họ ấy là chung. Đó, thì đây là một trong những cái rất là hay của các cái nước thuộc cái khối châu Âu. Được chưa? Vậy thì vấn đề họ tổ chức và hoạt động thì họ tổ chức hoạt động như thế nào? Tổ chức hoạt động của họ thì về cơ quan ấy thì họ có 5 cái cơ quan chính. 5 cái cơ quan chính hay gọi là 5 cái cơ quan đầu não đó. Đó là Hội đồng châu Âu, Hội đồng Bộ trưởng. Hội đồng châu Âu là 1 này, Hội đồng Bộ trưởng là 2, Ủy ban châu Âu là 3, Quốc hội châu Âu là 4, rồi Tòa án châu Âu và một số những cái ủy ban chuyên môn khác, đấy là 5.
Đó, năm cái cơ quan chính này họ sẽ giải quyết mọi cái vấn đề trong gì trong cái Liên minh châu Âu của tất cả 27 cái quốc gia ở trong cái cộng đồng này. Và đến năm 79 này thì họ đã bầu cử là nghị viện châu Âu đầu tiên. Và đến năm 95 thì họ hủy bỏ cái việc kiểm soát đi lại đó, qua biên giới của nhau. Thế như tôi đã nói phần trên, tức là khi đã làm được một cái thẻ visa, các bạn là gì có quyền đi lại trong tất cả 27 quốc gia ở châu Âu này hết. Đó, các bạn đi và các bạn xuất trình cái thẻ visa này, các bạn có thể đi rất là thoải mái trong tất cả các nước châu Âu. Quan trọng là vấn đề thời gian và tiền bạc của bạn thôi. Ở đến ngày mùng 1 tháng 1 năm 99 thì cái đồng tiền chung châu Âu được sử dụng. Và hiện nay thì liên minh kinh tế chính trị lớn nhất hành tinh đã chiếm 1/4 GDP của thế giới. Đó, chúng ta thấy đây một trong những cái khối rất là mạnh của thế giới. Thế năm 90 thì chúng ta đã có một cái quan hệ ngoại giao với các cái nước ở châu Âu này, với sự hợp tác là gì toàn diện về các lĩnh vực. À, đến năm 95 á thì tất cả các cái cộng đồng châu Âu này và Việt Nam chúng ta đã ký được cái hợp tác là gì toàn diện. Năm 90 chúng ta đã đặt vấn đề thôi, và đến năm 95 nha. Bạn lưu ý những cái dấu mốc này thì họ sẽ có những cái câu hỏi cho các bạn đó, để các bạn làm. Đó, đến năm 95 thì chúng ta là gì ký cái hiệp định hợp tác toàn diện. Thì đấy là một số những cái nội dung tôi mang tính chất tóm tắt trong cái bài này thôi. Rồi bây giờ các bạn có thể xem lại một chút và các bạn giải lao ít phút để chúng ta làm các cái bài tập trắc nghiệm. Và cảm ơn các bạn.